Một trong những thắc mắc lớn nhất của người hâm mộ Quỷ Đỏ lúc này có lẽ là tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ ra sao trong bối cảnh Manchester United vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng đã diễn ra từ đầu mùa giải. Chắc chắn tập đoàn Ineos với quyền điều hành thể thao phải đưa ra thông báo sau cùng. Nhưng phán quyết của họ là gì? Hãy cùng Random Football đi vào tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay và đừng quên ủng hộ tác giả bằng cách mua vé máy bay nếu có nhu cầu di chuyển. Trước hết, rõ ràng chúng ta đã được lắng nghe tập đoàn Ineos công khai ý tưởng về công trình tái thiết Manchester United trên truyền thông khi Sir Jim Ratcliffe thực hiện buổi phỏng vấn dài cùng hãng thông tấn BBC hay MUTV. Bên cạnh ý tưởng xây dựng sân vận động mới ở miền Bắc để trở thành đối trọng của Wembley dưới phía Nam, vị tỷ phú giàu nhất Vương quốc Anh cũng khẳng định không phán xét về công việc của Erik ten Hag, nhưng ông nhấn mạnh rằng mọi thứ tại đây đều đi sai hướng trong một thời gian dài. Trên thực tế, Sir Jim Ratcliffe không chi cả núi tiền vào Manchester United chỉ để có cơ hội được xảo ngôn loạn ngữ trước ống kính. Một mặt, ông này từng được liệt vào danh sách những nhân vật e ngại truyền thông. Mặt khác, với khối tài sản ước tính vài chục tỷ bảng, chẳng có lý do nào để họ phải làm màu. Vì vậy, có thể tin người đàn ông 70 tuổi rất muốn đưa đội bóng yêu thích trở lại quỹ đạo vốn có, với mục tiêu giành bằng được ngai vàng từ tay đại kình địch Manchester City trong tương lai. Ngoài các phát biểu trong buổi phỏng vấn cách đây chưa lâu, Sir Jim Ratcliffe còn ngầm đưa ra thông điệp của mình đối với tình hình hiện tại, đó là không công khai ủng hộ bất cứ ai, kể cả Erik ten Hag. Sự nửa vời này cho thấy rằng một quyết định sa thải hoặc giữ lại người nào đó bên trong đội bóng sẽ được quyết định vào thời điểm cần thiết. Và nó cũng chứng minh sự khôn khéo của vị tỷ phú gốc Manchester trong việc nhân trị, bởi việc công khai ý tưởng không quá tích cực trong lúc rối ren có thể khiến mọi thứ đảo lộn. Sir Jim Ratcliffe tuyên bố rằng sẽ giúp Manchester United lật đổ sự thống trị của người hàng xóm Man City, giống y hệt cái cách Pep Guardiola từng phát biểu vào hè 2016, rằng ông muốn đưa đội chủ sân Etihad vượt qua 20 năm vĩ đại của Sir Alex Ferguson. Và lúc này, tuy điều đó chưa thực sự xảy ra, nhưng quả đúng là nó vẫn đang tiếp tục bùng cháy và chưa hề có dấu hiệu chững lại. Dù vậy, tương lai chưa bao giờ dễ đoán định và sự có mặt của Sir Jim Ratcliffe giống như một vị cứu tinh sau nhiều năm đội chủ sân Old Trafford bị nhà Glazers phong ấn. Sự quyết tâm mà vị tỷ phú này thể hiện cho thấy những dấu hiệu tích cực nơi Manchester United. Vì thế, việc sa thải Erik ten Hag hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới. Với điều kiện tập đoàn Ineos đánh giá rằng, nhà cầm quân người Hà Lan không phải nhân tố phù hợp cho việc phát triển cùng bộ máy lãnh đạo mới. Và quyết định đó sẽ được phân tích từ màn trình diễn trên sân cỏ. Không chỉ gói gọn trong bảng thành tích vào cuối mùa, nó còn là phong cách thi đấu của đội bóng. Hãy lấy một ví dụ gần nhất. Mikel Arteta mất 2 mùa giải để tạm thời lột xác Arsenal, bắt đầu từ cuối năm 2019 đến hết năm 2021. Khoảng thời gian cực kỳ tệ hại tại Emirates sau thời Unai Emery. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra rằng đội bóng phía Bắc London đã chơi thứ bóng đá hợp thời từ nửa sau mùa giải 21-22. Vào cuối chiến dịch năm ấy, Arsenal dù mất vé tham dự Champions League sau khi thua thảm Tottenham, nhưng phong cách thi đấu của họ thực sự rất cuốn hút. Dù không phải người hâm mộ pháo thủ, bạn vẫn có thể nhớ Arsenal từng có chuỗi trận thua kinh hoàng trước Man City trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chúng ta chưa cần nói đến hai trận thắng gần nhất trước các nhà đương kim vô địch châu Âu ở Community Shield và Premier League mùa này. Vì sự phát triển về lối chơi của The Gunners thực sự đã được biết đến từ trận thua 1-2 ngày đầu tiên của năm 2022, với việc trung vệ Gabriel Magalhães dính thẻ đỏ. Nhưng Arsenal vẫn cho thấy cách họ muốn biểu diễn trên sân cỏ. Trên thực tế, Arsenal dưới thời Mikel Arteta đã liên tiếp thua Liverpool và Man City, hai đại diện kiểu mẫu ở xứ sở sương mù. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình thực sự đang thay đổi, không chỉ về yếu tố kết quả mà còn đang là phong cách thi đấu. Arsenal lúc này hoàn toàn đủ sức chơi sòng phẳng trước bất cứ ai, thậm chí sẵn sàng ép nghẹt thở Man City hay Liverpool trên sân khách. Thế nên khi chưa bàn đến câu chuyện thắng thua, rõ ràng chúng ta đã thấy đội bóng này có một mạch phát triển rõ ràng và không hề chững lại. Trong khi đó, Manchester United của Erik ten Hag cũng đang sở hữu lộ trình từ dưới đi lên trong một khoảng thời gian nhất định. Ở đó, họ cũng từng gây tiếng vang khi đánh bại Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham hay Barcelona. Nhưng đáng nói nhất về cách mà nhà cầm quân người Hà Lan muốn áp dụng tại Old Trafford chính là màn pressing tan xác gã khổng lồ xứ Catalan ở Europa League. Rõ ràng đây là dấu hiệu tích cực trong thời kỳ tái thiết. Song vấn đề nằm ở việc đội bóng này không thể duy trì sự nhất quán và phong độ qua các mùa đi theo hình sin. Điều đó không hề tương đồng với Arsenal của Mikel Arteta
hay Man City và Liverpool trong kỷ nguyên Pep Club còn tiến bộ nhanh đến chóng mặt. Thậm chí, Man United giờ đây đang có xu hướng trở về máng lợn cũ trong quá khứ, theo một kịch bản quen thuộc như vòng đời của một đóa hoa, đó là nảy nở, rực rỡ, lụi tàn và sụp đổ rất nhanh chóng. Đến nỗi, Paul Merson đã bình luận chua chát trên Sky Sports rằng bất cứ ai đưa Man United đến ngôi vương nước Anh trong vòng 5 năm tới, họ phải được trao tước hiệp sĩ như Sir Alex Ferguson. Ở chế độ Prime, tức là đỉnh cao, suốt 2 năm qua cùng Erik ten Hag, chúng ta đa phần chỉ vui vẻ bằng việc dựa vào các chiến thắng của Manchester United chứ không phải ca ngợi cách họ chơi bóng. Ngoại trừ hai trận đấu gặp Barcelona và một trận gặp Tottenham trong mùa giải 2022-2023. Bên cạnh đó, hầu hết các dấu hiệu tích cực trước Man City hay Liverpool đều chỉ là tỷ số chứ không nằm ở màn trình diễn. Nói một cách khác, Man United hoàn toàn ở cửa dưới khi đối đầu với các đội bóng này và thắng nhờ phòng thủ tốt hơn thay vì tấn công dồn dập để giành 3 điểm. Chúng ta không đánh giá thấp các trận thắng lớn, nhưng 100% các đội bóng hàng đầu sẽ chiến thắng bằng cách thống trị đối thủ theo thiên hướng tấn công. Đó mới là chân lý của kẻ chinh phục, vì bạn sẽ không thể nào xưng bá thiên hạ nếu chỉ ở nhà bảo vệ tổ ấm của mình. Man United thực tế không hẳn đã muốn chơi phòng ngự, nhưng chắc chắn họ chưa thể hoặc không thể đá tấn công. Với chất lượng đội hình thua kém đối thủ và những vấn đề khác nhau bên trong đội bóng mà chúng ta dường như còn mơ hồ. Trên thực tế, Erik ten Hag thừa nhận rằng ông không thể thay đổi cách chơi của Man United từ chuyển trạng thái sang theo kiểu tổng lực như Ajax Amsterdam. Có lẽ đó là do yếu tố văn hóa bóng đá đã thâm căn cố đế tại sân Old Trafford, hoặc cũng có thể phát biểu này chỉ nhằm tái khẳng định rằng nhà cầm quân người Hà Lan muốn sử dụng giá trị cốt lõi tại Man United để phát triển chính Man United, chứ không đi theo thị hiếu thời đại. Đó là chơi bóng đá giống như người Tây Ban Nha đã phát triển mạnh từ năm 2008 cho đến nay. Đến đây, chúng ta có thể tin về một tương lai không thực sự sáng lạn dành cho Erik ten Hag, bởi đích thân Sir Jim Ratcliffe đã tuyên bố rằng ông muốn học theo Man City về cả cơ cấu tổ chức cũng như triết lý trên sân cỏ. Sự chéo ngoe này đang được thể hiện tại Old Trafford, và một khi hai bên đồng sàng dị mộng, việc họ chia tay là một điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, có một tia hy vọng khác dành cho nhà cầm quân người Hà Lan trong việc trụ lại tại Manchester United nếu tập đoàn Ineos muốn ông trở thành một phần của dự án mới. Điều đó có nghĩa Erik ten Hag sẽ chính thức đập đi xây lại đội bóng từ mùa giải 2024-2025. Vì rõ ràng sự tái thiết đã chưa và chắc chắn không xảy ra trong suốt thời gian ông tại vị cho đến nay. Nếu thực sự tái thiết, đó phải là thay đổi cả chiếc lý bóng đá từ gốc rễ. Đằng này, Man United vẫn được áp dụng cách chơi chuyển trạng thái như một nét văn hóa đặc trưng. Vậy thì không thể nói đây là câu chuyện tái thiết. Nó thậm chí nên được coi như chuyện mình mới rượu cũ tại nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, khi suy luận rằng tập đoàn Ineos muốn Erik ten Hag đập đi xây lại sau 2 năm ông đến Man United, có lẽ chúng ta hơi ảo tưởng vì khả năng đó dường như chỉ xuất hiện trong mơ. Ban điều hành mới sẽ đánh giá tình hình cụ thể, nhưng rõ ràng mời một huấn luyện viên mới toanh cùng định hướng triết lý kiểm soát sẽ có tỷ lệ thành công hơn một người cũ đã gặp nhiều rắc rối không chỉ ở hậu trường mà còn chưa thể phát huy được triết lý cụ thể sau 2 mùa giải. Quãng thời gian đủ dài để người ta đánh giá tình hình. Tất nhiên đây chỉ là màn võ đoán từ một tác giả vô danh như Ilfer, nhưng suy cho cùng thì Erik ten Hag thực sự đang lành ít dữ nhiều. Nếu nhìn vào cách Man United thể hiện cho đến nay, không chỉ kết quả đi xuống theo thời gian, đó còn là màn trình diễn khó cho thấy sự tiến bộ đến mức có thể lật đổ các đối thủ mạnh như ý tưởng của Sir Jim Ratcliffe trên truyền thông. Hoặc nếu điều này xảy ra, chắc chắn Man United phải cho thấy dấu hiệu về một sự thống trị bằng cách này hay cách khác, và vấn đề là nó vẫn chưa xảy ra. Từ góc độ người hâm mộ, chúng tôi khuyên anh em rằng hãy ủng hộ huấn luyện viên cho đến khi nào họ không còn là một phần của đội bóng. Và về sau này, nếu chát sa thải xuất hiện, chúng ta không cần ủng hộ họ mà đó là sự tôn trọng cho ai đó từng cống hiến cho màu áo đỏ. Erik ten Hag có ra đi hay ở lại, tập đoàn Ineos chắc chắn sẽ đưa ra phán quyết. Khôn thì sống mà ngu thì chết. Số phận của họ phải do chính họ quyết định. Còn người hâm mộ chúng ta về cơ bản chỉ quan tâm đến yếu tố cảm xúc. Mà một khi đã theo dõi Man United thì quan trọng gì, sướng là được. Nói tóm lại, bài viết này sẽ được tóm gọn bằng 4 gạch đầu dòng chính như sau, để quý khán thính giả dễ nắm bắt trọng tâm vấn đề. Tập đoàn Ineos muốn học theo Man City về cả cơ cấu tổ chức và chiến lý bóng đá. Điều này đã bắt đầu với động thái chiêu mộ Omar Berada cho vai trò giám đốc điều hành, tức CEO. Erik ten Hag đã không và chắc chắn không biến Man United thành một đội bóng khác với chính họ sau 2 năm đầu tiên. Bằng chứng là đích thân nhà cầm quân người Hà Lan từng thừa nhận vẫn sẽ phát huy truyền thống bóng đá cũ tại Old Trafford, văn hóa chuyển trạng thái. Sự chéo ngoe giữa Ineos và Erik ten Hag đã được thể hiện rõ ràng, vì thế chúng tôi nhận định cuộc hôn phối này có hai hướng chính. Thứ nhất, Ineos sẽ sa thải Erik ten Hag trong thời gian tới để đưa về một người mới và triết lý mới theo nhu cầu của họ. Thứ hai,
Ineos sẽ hạ quyết tâm giữ Erik ten Hag với điều kiện họ chấp nhận ném đi 2 năm của nhà cầm quân này và đẩy hết đi các cầu thủ không hợp với định hướng triết lý mới, sau đó yêu cầu Erik ten Hag xây lại hoàn toàn và tự biến mình trở thành Erik ten Hag tại Ajax Amsterdam năm nào. Cách suy luận thứ nhất là sa thải Erik ten Hag không có gì để bàn vì thông thường sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng đó. Nhưng cách suy luận thứ hai phức tạp hơn bởi tình huống này rất khó khăn để xử lý khi sử dụng người cũ đã tuyên bố đi ngược lại với định hướng mới. Nói tóm lại, kết luận cuối cùng là Erik ten Hag đang lành ít dữ nhiều. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.